Vâng, xin chào thể anh em audio. Ngày hôm nay ngày 9 tháng 8, Phạm Thức Audio xin phép được quay test một cặp loa BMB 450C. Đồng thời và cũng sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn và anh em một cặp loa BMB rất đẹp. Rất đẹp sau khi bên em đã lau chùi xong, dọn dẹp xong. Là cặp này là còn này. Đấy. Còn cặp này thì em xin phép được test cho một anh ở An Giang. Đây là một anh khách quen nhá. Anh đã mua rất nhiều đồ ở bên em. Đây. Cặp loa này theo yêu cầu của anh là đang gân zin, tháo gân ra và thay gân mới. Đấy. Thì đây, em xin phép được quay cho anh em xem là cái gân bên em thay nó như nào. Đây này, các bạn nhìn này. Đây là gân mới nhá. Gân mới thay. Đấy. Vừa thay xong này. Màu cũng 1:9:1:10 so với cái gân gân xịn của nó thôi. Gân này mà thay xong rồi thì anh em đánh thoải mái hơn, không có gì phải suy nghĩ. Đấy. Và chắc chắn là khi thay gân xong, khi thay gân thì cái ốc này sẽ phải tháo ra. Thì đây, nó có cái vết keo như này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ có vết keo ở đấy. Đấy, nó sẽ vết keo khác đi nhá. Đấy. Cặp này là cặp trùng seri nhá. Đấy, đây. Càng đẹp lung linh. Đấy, bát đây. Thấy gân xong đây. Bật flash soi cho anh em xem cái gân của nó này. Thay rất tròn và đẹp luôn. Thợ ở bên em làm cũng khá chắc tay. Nói chung là thay rất cẩn thận cho anh em. Đây là cặp cho anh Dũng. Anh ấy đã mua khá nhiều sản phẩm bên em luôn. Nên em không ngần ngại gì xếp COD toàn bộ cho anh ấy. Số điện thoại là 7349 đuôi cuối. Chito Nan Gia. Tiếp tục thì cặp loa bên này. Đây có một cặp loa này như em giới thiệu cùng với đây. Tại sao lại chọn nó ra giới thiệu cùng là bởi vì cặp loa này cũng tương tự giống như vậy. Em cũng đã tháo cái gân của nó ra để thay một gân mới, để tiện cùng một công làm luôn đấy. Nên anh em nào có nhu cầu đến cặp loa BMB 450C trùng seri này. Seri của cặp loa này là 634. 634 độ đẹp đằng sau đây. Quay rõ cho anh em thấy đấy. 450C công suất 500W trên một quả. Thùng quách đẹp luôn. Căng đây. Đó. Và đây là loa bát sau khi đã thay gân xong. Anh em nhìn này, xanh mướt luôn. Đấy, các bạn nhìn cái gân này. Đấy, đã thay gân xong. Để cho các bác an tâm rằng là thay gân là không phải lo lắng vấn đề là bao nhiêu năm chơi bao nhiêu lâu lại mục đấy. Đấy. Dầu đây, quay sát cho các bác xem. Dầu buộc. Đấy, dầu buộc. Đấy. Cặp loa này cũng có giá là 5,4 triệu không bao gồm tiền cước vận chuyển nha. Anh em nào chung kết thì liên hệ đến địa chỉ 752 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Số điện thoại của em là 0972 192087. Mời anh em cùng nghe một tí về con răng ua đánh vào BMB 450C này.
Đây là đánh hoàn toàn chưa có súp nhá. Hệ thống tản nhiệt tép của nó làm cho tiếng tép rất đều. Rồi, chân thành cảm ơn anh em đã xem kênh của Phạm Thức Audio. Kính chào quý vị các bạn.